Xin chào thầy cô và các bạn, hôm nay mình trình bày bài tập 4 vi xử lý. Cổng C sẽ là y dữ liệu hiển thị cổng lên nối qua nốt vào chân từ 1 đến 8. Thạch Anh 20 men. Đây nó quét được,
đó. Xin nghiệm mày hiện không lồn kia đéo máu luôn mà thử. thịt mẹ mày cờ thằng lồn nó mạnh quá luôn đấy. Xin nghiệm hiện thị Đã bảy đánh chưa? Đánh con lồn này đéo vào máu chứ đéo phải là đụng vào Vega hiểu không? Con này mới là một con mấu chốt này, con Hecarim là con mấu chốt. Nó có 2 sao luôn mà đéo giết được nó luôn mà. Số 7 là thể hiện đơn vị giây thì sẽ lấy phần dư. Hiển thị 6 sẽ là chục giây. 37 đấy của phần nguyên của giây. Boy.
đơn vị trùng phút thì sẽ lấy phần nguyên. Ba sẽ là đơn vị giờ. Chia lấy dư cho mình. Thank you.